Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cùng đi thăm dây chuyền sản xuất KTSCE. KTSCE là sản phẩm đời sau của KTSE. Trước đây các bạn thấy thắc mắc tại sao mà thời gian gần đây KTSE lại đang được dừng sản xuất. Đó là vì một số lý do rất là đặc biệt. Mình có thể tiết lộ cho các bạn biết, đó là thứ nhất là KTSCE là có thể phòng hộ được 3 bệnh. Thứ nhất là E. coli, thứ hai là Salmonella và thứ ba là Croth. Nên tại sao có chữ là SCE? S là Salmonella, C là Croth và E là E. coli. Đấy, và trước đây nó chỉ là KTSE thôi, nó là một sản phẩm chỉ phòng được hai bệnh là E. coli và Salmonella. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tham quan dây chuyền sản xuất và hoàn thiện cái sản phẩm này nhé. Trong thời gian gần đây, E. coli và Salmonella sẽ thường xuyên biến đổi. Ví dụ như cái chủng mà trong vi sinh vật sống của KTSE trước đây có thể phòng được E. coli ở chủng này. Nhưng mà thường ở trong thực tế của chúng ta thấy nó có hơn 200 chủng E. coli khác nhau. Và Salmonella cũng vậy, nó có rất là nhiều chủng khác nhau. Chính vì vậy, hàng năm chúng ta phải tiến hành nâng cấp và sửa đổi sản phẩm để cho nó phù hợp với môi trường thực địa mà chúng ta đang chăn nuôi. Ví dụ như con vịt của chúng ta năm nay nó là bị E. coli ở chủng này, nhưng có thể sang năm nó sẽ bị ở chủng khác. Chính vì lý do như vậy mà KTSE đã bị ngừng sản xuất và thu hồi lại toàn bộ những cái sản phẩm bị lỗi, bị có một số nhược điểm ở một số vùng để chúng ta có thể khắc phục những cái lỗi đó. Và đặc biệt hơn là sẽ nâng cấp để có thể phòng được Croth gây ra bệnh viêm ruột hoại tử ở trên con gia cầm, ví dụ như con vịt hay là con gà. Đặc biệt là trên con gà trắng và con gà màu thả đồi là rất hay bị nhiễm cái viêm ruột hoại tử này. Và trong sản phẩm đợt này, tại vì lý do thứ nhất, ngày xưa nó chỉ có hai thành phần để có thể khống chế được E. coli và Salmonella, thế nên là số đăng ký của nó sẽ khác. Còn hiện tại bây giờ nó có thể phòng được 3 chủng, bởi vì trong đó nó phải có thêm thành phần thì nó mới phòng được 3 chủng. Chứ còn nếu như trường hợp mà chỉ có hai thành phần đó thì làm sao có thể phòng được 3 bệnh, đúng không ạ? Thì chính vì lý do đó mà nó thêm thành phần, thêm chủng, nên là nó sẽ cần phải nâng cấp. Và khi mà nâng cấp thì chắc chắn chúng ta cần phải thay đổi cái số đăng ký, làm sao cho nó phù hợp với quy chuẩn của pháp lý. Trước đây ví dụ như là kháng sinh của chúng ta đang điều trị là Amoc thì chúng ta cần cái số đăng ký là số 1. Nhưng mà nếu bây giờ chúng ta Amoc mà có colistin, chắc chắn chúng ta phải thay đổi số đăng ký thành số 2 hoặc số 3 gì đó. Bởi vì là trong Amoc của chúng ta đã có thêm một thành phần đó là colistin. Thế thì bây giờ trong cái sản phẩm KTSCE bây giờ cũng như vậy. Bởi vì nó có thêm thành phần có thể phòng được bệnh Croth, thế nên là số đăng ký của nó phải hoàn toàn khác đi so với số đăng ký cũ. Và cái pháp lý của nó cũng như vậy. Cũng như câu chuyện là khi mà số đăng ký thay đổi thì nhãn mác chúng ta cũng cần phải thay đổi. Thế nên là nếu như bà con nào mong muốn là sử dụng lại cái sản phẩm KTSE cũ, nó chỉ có thể phòng được E. coli và Salmonella thôi, thì bà con có thể liên hệ về trực tiếp công ty OVET với số điện thoại 0989 930 888. Còn nếu như bà con nào muốn sử dụng cái sản phẩm mới và được nâng cấp lên có thể phòng được cả ba bệnh E. coli, Salmonella và Croth nữa, thì chúng ta hãy liên hệ về số điện thoại hotline của công ty qua trực tiếp số anh giám đốc, đó là 0989 930 888, hoặc số điện thoại của kỹ thuật viên 0988 168 113. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được đi thăm cái dây chuyền sản xuất, thì nó sẽ có bao gồm là 3 lọ. Đấy. Lọ thứ nhất là có lọ lắp màu xanh là sẽ phòng được E. coli và Salmonella như cũ, và lọ thứ hai đó là lọ bột để là cái dung dịch pha. Đấy, thì nó sẽ là cái tiền chất của cái lọ đấy, thì chính là cái lọ bột thì chúng ta vẫn để là nhãn là KTSCE. Đấy. Và lọ thứ ba nó là lọ quyết định, lọ thứ ba chính là cái lọ lắp màu cam. Đây, nó chính là lọ lắp màu cam. Thì cái lọ này là đang chưa được dán nhãn, chưa được hoàn thiện. Thì cái lọ này để thay đổi với lọ lắp màu xanh để chúng ta phân biệt được, bởi vì chính những cái thành phần này nó sẽ tạo ra cái thành phần có thể phòng được cái bệnh Croth. Đó, thì chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt là nó sẽ thêm được một lọ lắp màu cam để có phòng thêm được một bệnh. Thế còn vẫn giữ hai lọ cũ, đó là một lọ nước và một lọ bột như cũ, nó là hai lọ lắp màu xanh. Còn lọ lắp màu cam này nó sẽ thể hiện được cái việc đó là phòng thêm Croth. Và tại sao cái nhãn mác của đợt này nó thay đổi, nó sẽ thành một cái nhãn mác màu đỏ đây. Đây, nhãn mác màu đỏ như thế này. Chúng ta thấy trước đây cái sản phẩm KTSE nó sẽ là nhãn màu trắng đen, thì bây giờ nó sẽ chuyển đổi thành là màu đỏ và có nền chữ đấy, chữ KTSCE nó là màu vàng. Và cái sản phẩm này nó sẽ phòng được Salmonella, E. coli và Croth trên con da cầm. Đấy, cái này không có tác dụng trên con da súc, nên là chúng ta cần lưu ý.
Và cái nhãn màu đỏ này công ty muốn thay đổi để có một chút gọi là phong thủy, hoặc là cũng có một chút gọi là sự tiến mạnh, sự tiến bộ, và có một cái gì đó để khẳng định cho bà con thấy được là sản phẩm này sẽ được ưu việt hơn sản phẩm cũ và sẽ có sức nóng hơn sản phẩm cũ. Thế nên là nó sẽ sang là màu đỏ để thể hiện cho là sức mạnh, sức nóng và sức chiến đấu của cái sản phẩm này đối với cái mầm bệnh của năm nay. Thì cùng với dây chuyền sản xuất như thế này thì trước đây bà con đã thấy là em Thúy đã đặt sản xuất cái sản phẩm đó là kháng thể lợn. Đó là cái kháng thể đa giá mà bà con đang sử dụng và đang rất là hiệu quả, là đang cùng sản xuất trên một dây chuyền như thế này, cùng với công nghệ nghiên cứu như vậy. Thì bây giờ nó sẽ có cái sản phẩm đó là kháng thể cho con gà, con gia cầm. Thì đó là sản phẩm KTSCE. Và sản phẩm này thì em Thúy sẽ không được phân phối độc quyền nữa, mà sẽ là sản phẩm của công ty Ovet. Nó chuyên về sản phẩm sang hàng trại. Bởi vì sao? Bởi vì một lọ như thế này sẽ sử dụng được cho 5.000 con gia cầm. Đấy, thế nên là đối với những cái trang trại mà em Thúy đang theo ấy, thì là những trang trại nhỏ quá nên là chúng ta không thể sử dụng sang cái liều to như vậy được. Đối với những trang trại lớn mà có nhu cầu sử dụng đến cái sản phẩm form hàng to như thế này, bởi vì dù sao thì bà con sẽ thấy là khi đóng vào chai lọ to thì cái giá thành bao giờ nó cũng sẽ được giảm. Và tất cả những cái mục tiêu mà em Thúy hướng tới là muốn giới thiệu đến với những cái trang trại lớn, những bà con chăn nuôi lâu năm và những bà con chăn nuôi ở quy mô lớn thì hãy tìm về công ty đích danh để có thể sản xuất ra sản phẩm này và có thể mua với giá trực tiếp từ gốc công ty, và chúng ta sẽ được một cái giá hành rất là ưu đãi. Chứ còn nếu mà thông qua em Thúy thì chắc chắn em Thúy phải lấy lãi một chút rồi. Thế nên là thành ra là cái giá sản phẩm nó sẽ tăng cao hơn. Thế nên là bà con lưu ý, nếu như muốn mua các sản phẩm mà form hàng to, form hàng bao hay là những cái sản phẩm quy cách lớn để có thể sử dụng cho những cái trang trại lớn thì bà con hãy liên hệ trực tiếp với công ty Ovet thông qua số điện thoại của anh giám đốc là 0989 930 858. Đây, bà con có thể nhìn thấy, chữ hơi nhỏ một chút thôi nhưng bà con có thể nhìn thấy này, hàng dùng cho trang trại. Đấy, cái sản phẩm này chúng ta sẽ chuyên dùng cho trang trại lớn. Thế nên là nếu như bà con nào mà chăn nuôi nhiều ấy thì có thể sử dụng trực tiếp cho cái sản phẩm này. Sản phẩm này sẽ dùng cho 5.000 gà nhé, một lọ này, và với một lọ màu cam. Đấy, và một lọ lắp màu xanh là sẽ sử dụng cho 5.000 gà. Đấy, đây, một bộ sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cho 5.000 gà. Và chúng ta cần nhìn thấy này, ví dụ lọ này là chưa dán nhãn này, là hai lọ này đã được chạy nhãn trên dây chuyền tự động như thế kia này. Và bà con có thể nhìn thấy này, hàng dùng cho trang trại này. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì nếu mà hàng dùng cho trang trại ấy, thì sẽ bán trực tiếp từ công ty xuống lên trang trại, chứ sẽ không thông qua một cái kênh đại lý nào hết. Thế nên là nếu bà con ra đại lý mà mua hàng ấy, thì sẽ không mua được hàng này, và sẽ gọi điện trực tiếp về công ty để có thể mua cái hàng này nhé. Đấy, chúng ta đã kết thúc cái quá trình dán tem và hoàn thiện cái sản phẩm bột. Và tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu thay tem và sẽ chuyển sang cái giai đoạn công đoạn của hoàn thiện cái sản phẩm nắp màu cam để có thể phòng được crot. Như chúng ta đang nhìn thấy thì sản phẩm sẽ được đưa vào trong một cái khay di chuyển này, và sản phẩm sẽ được đưa và sẽ đóng nhãn hoàn toàn tự động, sẽ không thông qua bàn tay của con người, và cái việc gắn đét cũng được tự động. Thế nên là chúng ta cần lưu ý là với những sản phẩm và sản xuất trên số lượng lớn thì mới được sản xuất theo như thế này, còn nếu mà sản xuất ít thì sẽ không được đảm bảo cái việc sản xuất tự động như thế này. Và cái điều đặc biệt mà chúng ta cần thấy nữa là ở trong cái sản phẩm này là chúng ta có thêm một cái lọ lắp màu vàng. Đấy, nó là lọ này có thể phòng được bệnh crot sodium, là bệnh viêm ruột hại tử ở trên con gia cầm. Và cái kháng thể này chúng ta cần có một cái điều lưu ý, nó là không sử dụng được trên con gia súc mà chỉ có thể sử dụng trên con gia cầm được thôi, nó là con gà hoặc con vịt hoặc con chim bồ câu, nhưng mà nó sẽ ưu việt nhất đó là ở trên con gà. Và những con gà nào mà nó nằm ở trong môi trường mà mình có thể khống chế được cái mầm bệnh, nó là E. coli, Salmonella và Crot, thì nó sẽ càng đặc hiệu. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta chăn nuôi ở cái lèn chăn nuôi nó là quá lâu năm và có thể dẫn đến có một số những cái chủng thay đổi, hoặc là nó có thể phòng lúc mà cái chủng này nó như thế này, nhưng sau đó mình phòng được cái chủng này thì cái chủng to hơn nó lại phát triển, thì lúc đấy mình sẽ cần phải nghiên cứu lại. Thế nên là tại sao cái sản phẩm này sau một vài năm chúng ta lại cần phải thay đổi để cho nó phù hợp với thị trường chăn nuôi hiện tại bây giờ. Đây là kho lạnh để bảo quản và lưu trữ cái sản phẩm kháng thể đa giá cho con lợn. Thì hôm nay em đang đặt là giao cho em 500 lọ ấy. Thì lát nữa khi mà hoàn thiện cái sản phẩm cho con gia cầm kia thì anh giao chung xe với bên đấy luôn. Đây là của Trần Thúy nè. Rồi, ok. Ok. Đây có đủ 500 để giao cho em ngày hôm nay không? Chắc đủ đúng không? Đủ. Rồi, ok.
Sau khi được đi tham quan dây chuyền sản xuất của bên sản phẩm KTSCE thì mình đã cầm trên tay cái sản phẩm hoàn thiện được như thế này. Thì chúng ta sẽ cùng bóc ra và khám phá xem bên trong sản phẩm này bao gồm những cái gì nha. Đầu tiên đó là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Đây là một lọ tinh chất này. Đây là một lọ bổ trợ này. À đây rồi, và đây là hai cái lọ mà chúng ta được gặp ở trên dây chuyền đây. Và một lọ thứ ba. Đó, được đóng trong một bao bì rất là sạch sẽ và gọn gàng như thế này. Thì theo như được kiến thức review ở bên công ty Ovet thì mình được nhận được cái sản phẩm này và mình cảm thấy là sản phẩm này rất hữu ích cho tất cả các bà con chăn nuôi gia cầm. Thì theo như sự hiểu biết của bên mình thì cái sản phẩm này nó bản chất nó là một loại vi sinh vật, không sai đâu ạ, bởi vì trong thành phần của sản phẩm nó bao gồm các con vi sinh vật ví dụ như Lactobacillus này. Đấy, và một số các hoạt chất khác. Bacillus này, Lactobacillus này là một thành phần nữa này. Đấy. Thì ba thành phần này có tác dụng có thể phòng được bệnh E. coli, Salmonella và Croup. Đó. Tại vì theo như kiến thức của mình thì có thể nó gọi nó là phây, hay là cũng có thể gọi nó là thực quần thể, hoặc là cũng gọi nó có thể tên gọi khác đó là một loại vi sinh vật. Nhưng mà cái điều này nó khác biệt. Ví dụ như bản thân chúng ta vẫn đang bổ sung men lacto hay là bổ sung các loại men bacillus. Thế nhưng mà cái con vi sinh vật này ấy, nó sẽ có một cái tính chất khác, nó là cái gì? Nó là một loại vi sinh vật nó có chủ đích bám. Tức là mình sẽ lấy ví dụ như thế này. Sẽ là cái con vi sinh vật này nó có rất là nhiều chủng như thế này. Đó. Thì có thể con này là E. coli, con này là Salmonella. Thì cái con vi sinh vật mà mình đưa vào nó sẽ là con này chẳng hạn. Thì nó đi vào ấy, con nào nó đặc hiệu với E. coli nó sẽ bám vào E. coli, và con nào nó đặc hiệu với Salmonella thì nó sẽ bám vào Salmonella chứ nó không thể bám vào con khác, và con nào nó có thể bám vào Croup thì nó sẽ đi bám vào Croup như thế này, và nó sẽ có tính đặc chủng, tức là những con vi khuẩn khác nó sẽ không bám mà nó chỉ bám vào ba cái con mà mình muốn phòng bệnh này thôi. Và bản chất của nó là như thế nào? Khi mà nó xâm nhiễm vào mà nó gặp được cái con E. coli mà nó thích hợp rồi ấy, thì nó sẽ bỏ cái phần đuôi và phần vỏ của nó đi và nó sẽ chỉ lấy phần nhân, và nó sẽ xâm nhiễm và đi vào bên trong nhân của cái con E. coli đó và sẽ sử dụng chất dinh dưỡng ở trong E. coli để gì? Để nhân lên, để phát triển, và khi nào nó nhân lên ở một cái ngưỡng đủ thì nó sẽ vỡ, và vỡ thì nó sẽ giải phóng ra rất nhiều các con vi sinh vật khác, và những con vi sinh vật khác lại tiếp tục cái vòng đời của nó là đi tìm các con E. coli đích, đi tìm các con Salmonella đích để bám vào và lại tiếp tục nhân lên. Thì dựa vào những cái cơ chế hoạt động của nó như vậy thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là cái sản phẩm này nó sẽ phòng được E. coli. Bởi vì sao? Nó dùng E. coli để làm chất dinh dưỡng để nó sống. Đó. Và sau khi nó phá vỡ con E. coli đó, gọi là giết chết con E. coli đó đi, thì nó lại giải phóng được ra nhiều các con thực quần thể khác, hay là nhiều con phê khác, hoặc là nhiều các con vi sinh vật khác. Đấy. Thì chúng ta phải hiểu rõ về bản chất sản phẩm để chúng ta có thể đưa vào sản phẩm vào giai đoạn nào. Đưa vào giai đoạn mà khi trong cơ thể của con vật nuôi của chúng ta phải có E. coli, phải có Salmonella rồi, nhưng ở một ngưỡng vừa đủ. Bởi vì sao? Bởi vì cái con vi sinh vật này chúng ta chỉ đưa nó vào với câu chuyện nó là 10 mũ 9. Thì nếu như chúng ta có quá nhiều E. coli ở trong cơ thể thì cái sản phẩm này nó sẽ không khống chế được. Mà nếu chúng ta có ít quá E. coli thì cái con này nó lại không có vật thể bám và không có chất dinh dưỡng để sống, thì nó sẽ lại chết đi mất. Thì nó sẽ sinh ra đó là hai cái lọ này. Đấy, hai lọ này nó là lọ bổ trợ. Bổ trợ lọ thứ nhất, bổ trợ ạ. Đây, bổ trợ lọ thứ nhất là lọ màu xanh, thì nó có tạo điều kiện thuận lợi để cho con vi sinh vật này có thể phát triển và nhân lên nhanh chóng. Nhưng mà cái lọ bổ trợ này lại có tác dụng gì? Lọ bổ trợ này có tác dụng để lưu trữ và kéo dài sự sống cho cái con vi sinh vật mà chúng ta đưa vào. Đó là hai lọ bổ trợ. Và cái phác đồ sử dụng của cái sản phẩm này sẽ ra làm sao? Thì bên nhà sản xuất có tờ hướng dẫn sử dụng như sau. Tờ hướng dẫn sử dụng này rất dễ hiểu. Thứ nhất là chúng ta sẽ dùng theo các phác đồ mà bên nhà sản xuất đưa ra, đó là ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, ngày 10 và ngày 11. Thì các ngày sử dụng sẽ chia ra là sáng, chiều. Sáng chúng ta dùng lọ nào thì bên nhà sản xuất đã in ảnh cho chúng ta ở đây. Thì chúng ta chỉ cần biết là ngày thứ nhất buổi sáng dùng cái lọ KTSCE màu xanh, thì chúng ta sẽ lấy lọ này ra và chúng ta sử dụng. Liều sử dụng ra làm sao? 1/2 lọ, chúng ta sẽ sử dụng 1/2 cái lọ này thôi, đúng không ạ? Đấy, điều thứ nhất. Đến buổi chiều của ngày thứ nhất thì chúng ta sẽ hỗ trợ đó là cái lọ màu xanh đó. Và 1/2 lọ thì chúng ta cũng sẽ dùng một nửa lọ thôi, sau đó chúng ta lại cất vào tủ lạnh.
Và đến ngày thứ hai thì tiếp tục dùng nửa lọ còn lại của lắp màu xanh. Đấy. Và đến buổi chiều của ngày thứ hai chúng ta tiếp tục dùng một nửa lọ của cái lọ màu xanh này nữa. Đấy. Và đến ngày thứ ba thì chúng ta sẽ không sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Và đến buổi chiều của ngày thứ ba nó chính là lọ này, nhưng mà cũng chỉ dùng nửa lọ thôi. Đấy, chúng ta rất dễ hiểu đúng không ạ? Và đến ngày thứ tư là chúng ta sẽ dùng lọ bột. Đấy. Và đến ngày buổi chiều của ngày thứ tư chúng ta sẽ dùng nốt nửa lọ còn lại. Đấy. Và đến ngày thứ 10 và ngày thứ 11 là chúng ta sẽ dùng nửa lọ lắp cam. Đấy, là lọ này. Và đến ngày 11 chúng ta sẽ dùng nửa lọ lắp cam nữa. Thì theo như thông tin mà mình biết thì cái sản phẩm này, cái lọ màu xanh sẽ có tác dụng là sẽ phòng E. coli và Salmonella. Nó chính là vẫn là cái cặp cũ của ngày xưa. Nhưng mà cái lọ lắp cam này là sẽ thêm được một bệnh, nó là bệnh Croft. Đấy, bệnh gây viêm ruột hoại tử ở trên gà. Tại sao mà cái sản phẩm KTSE trước đây chúng ta lại không thấy xuất hiện ở trên thị trường nữa? Thì theo như mình, bản thân mình là một bác sĩ thú y, mình cũng đi thị trường rất là nhiều. Thì mình nhận thấy cái ý kiến phản hồi ở phía khách hàng, đó là sản phẩm thời gian gần đây đã bắt đầu có một sự gì đó là không được hiệu quả cho lắm. Thế nên là công ty tiến hành là nâng cấp. Mà sau khi nâng cấp thì các bạn thấy điều khác biệt ở trên sản phẩm này đó là cái gì ạ? Đó là cái số đăng ký. Thứ nhất là cái tên cũng thay đổi. KTSCE, S là Salmonella, C là Croft và E là E. coli. Đó, thế và cái sản phẩm này có số đăng ký khác hoàn toàn với sản phẩm KTSE cũ. Sản phẩm KTSE cũ, chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình đây, thì số đăng ký của nó sẽ là số khác. Và sản phẩm mà em đang cầm ở trên tay thì em nhận thấy được là cái số đăng ký của nó là TCCS072.2021-CNC. Đó, thì chúng ta sẽ thấy sản phẩm hoàn toàn khác biệt. Khác biệt là vì cái gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy ở thành phần. Thành phần ở cái lọ cũ thì chúng ta sẽ thấy là cái thành phần của nó sẽ bao gồm những hoạt chất gì mà chúng ta nhìn thấy ở trên này. Nó chỉ có gồm một hoạt chất thôi. Nhưng mà sản phẩm mới của chúng ta sẽ bao gồm có ba hoạt chất. Đấy, ba cái thành phần tá dược ở trong này. Chúng ta sẽ nhìn thấy là ba thành phần hoạt chất ở trong này cộng thêm những tá dược vừa đủ và chất bổ trợ để có thể phòng được E. coli, Salmonella và Croft. Đó là những cái mà chúng ta cần lưu ý và khi mua sản phẩm. Và sản phẩm này được phân phối chính thức bởi thuốc thú y Ovet, có logo của Ovet như thế này. Và bà con tránh hiện tượng là mua phải những hàng mà không đáng mua. Thì chúng ta hãy nhớ kỹ cho mình. Thứ nhất, sản phẩm từ nay đã chuyển sang nhãn mác như thế này. Và thứ hai, nó là bộ sản phẩm sẽ có logo Ovet như thế này. Tất cả các lọ thuốc đều có logo Ovet rất là rõ ràng. Và sẽ nhờ bạn Caramel quay lại gần đây để cho khách hàng có thể nhìn thấy. Và tờ hướng dẫn sử dụng cũng rất là dễ hiểu như thế này. Và có một điều mà chúng ta cần lưu ý đó là, thứ nhất, sử dụng cái sản phẩm này chúng ta chỉ sử dụng cho con gia cầm và con thủy cầm. Thứ hai là chúng ta sẽ không pha sản phẩm này trong môi trường có các chất khử, ví dụ như clo. Và thứ ba là không sử dụng axit hữu cơ trong khi đang dùng sản phẩm KTSCE trong vòng 15 đến 20 ngày. Tức là chúng ta sử dụng cái sản phẩm này rồi thì chúng ta sẽ trong thời gian 20 ngày chúng ta sẽ không được sử dụng axit hữu cơ. Và cái thứ ba, sản phẩm này sẽ được bảo quản lạnh, đó là bảo quản từ 2 đến 8 độ C. Nên khi chúng ta nhận về hàng đủ lạnh, thứ hai chúng ta được cất ngay vào ngăn mát tủ lạnh. Và thứ ba, sau khi sử dụng hết một lửa rồi thì còn một lửa còn lại chúng ta cần vào cất vào ngăn mát và bảo quản từ 2 đến 8 độ C. Và điều nữa mà chúng ta cần lưu ý đó là sản phẩm này sẽ không gây ảnh hưởng đến quy trình vaccine của trang trại. Tiếp theo đó là kháng sinh sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Khi sử dụng cái sản phẩm này thì không hề ảnh hưởng đến cái quy trình sử dụng kháng sinh ở trong trang trại. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta mà đang trong thời gian, ví dụ như cái ngày hôm nay chúng ta đang sử dụng cái sản phẩm KTSE thì chúng ta không nên sử dụng kháng sinh. Bởi vì bản chất cái sản phẩm này nó là con vi sinh vật. Thế nên là chúng ta ngay lập tức buổi sáng chúng ta uống cái này mà buổi chiều chúng ta uống kháng sinh ngay thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái vi sinh vật này. Và cái sản phẩm này thì nó không ảnh hưởng đến vaccine. Ví dụ như chúng ta buổi chiều chúng ta uống sản phẩm nhưng buổi sáng chúng ta vẫn hoàn toàn có thể uống vaccine cầu trùng là chuyện rất là bình thường. Hoặc là trong ngày hôm nay chúng ta vẫn đang uống sản phẩm KTSE thì chúng ta vẫn có thể làm các loại vaccine khác. Bởi vì bản chất cái này nó là vi sinh vật, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến vaccine cả. Và bản chất cái này nó là một loại vi khuẩn, một loại vi sinh vật. Thế nên là chúng ta không hề ảnh hưởng gì đến nhau. Thế nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Và có một điều lưu tâm đó là sử dụng sản phẩm trong vòng 3 tiếng. Sau đó chúng ta nghỉ 2 tiếng thì mới được cho con gà hay con gia cầm của chúng ta uống nước sạch bình thường. Thế nên là chúng ta cần lưu ý những sản phẩm này để làm sao cho sản phẩm của chúng ta có thể phát huy tối đa được cái tác dụng mà nó đưa ra.
Có thể mọi người sẽ thắc mắc tại sao mà công ty lại đóng vào túi như thế này mà không đóng vào dạng hộp như trước đây. Thì hiện tại bây giờ trên tay mình lại không có một cái hộp của sản phẩm cũ. Thế nên là mình sẽ tượng trưng cho cái hộp đấy là cái hộp này. Thì mình thấy là sự thay đổi này là hợp lý. Đó là cái gì ạ? Thứ nhất là nếu mà sản phẩm trước đây mà mình đóng trong một cái hộp như này thì nó sẽ gây tốn kém, đúng không ạ? Thứ hai là cả sản phẩm khi đóng trong hộp như thế này thì nó sẽ có một cái khoảng không mà dẫn đến là cái quá trình tiếp xúc với nhiệt, tiếp xúc với đá khô để có thể gửi đến tay khách hàng ấy, nó sẽ hạn chế được cái vấn đề hấp thu nhiệt lạnh từ đá khô. Thế nên là chúng ta sẽ sử dụng túi như thế này, và khi mà gửi cho khách chúng ta sẽ tiến hành làm sao gấp gọn như thế này đó, làm sao có thể gấp gọn nhất và áp trực tiếp đá vào hai bên của cái túi như thế này, thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái quy trình khi mà gửi hàng cho khách là sản phẩm sẽ còn đủ lạnh, và đảm bảo quy trình gửi hàng cho khách làm sao cho nó có thể an toàn nhất để khi mà khách sử dụng sẽ có một sản phẩm có thể chất lượng nhất. Và cái điều đáng lưu ý nhất đó là khi sản phẩm chuyển sang bao bì như thế này thì chúng ta cũng sẽ thấy là giảm giá thành xuống cho người sử dụng. Và điều đặc biệt mà đợt này công ty có thể đưa ra đó là nâng cấp sản phẩm lên nều 5.000. Tức là cái bộ sản phẩm như thế này chúng ta sẽ dùng được cho 5.000 con gia cầm. Có thể là 5.000 gà, 5.000 vịt, 5.000 cút hoặc là 5.000 con bồ câu. Thế nên là chúng ta có thể thấy là rằng là đóng vào liều 5.000 như thế này thì chắc chắn giá thành sẽ giảm xuống. Và cái điều mà em có thể nghe thấy qua thông tin nội bộ là công ty đang có một cái giá rất là hấp dẫn. Và nếu như bà con nào muốn thử, muốn nghe và muốn tham khảo cái sản phẩm này giá bao tiền bao nhiêu thì có thể để lại bình luận hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp đến số điện thoại hotline của công ty thông qua đây. Đó là 0989 930 888 để gặp trực tiếp anh giám đốc, hoặc có thể gặp kỹ thuật viên thông qua tổng đài kỹ thuật viên để tư vấn về kỹ thuật của con gia cầm là 0988 168 113.